Vâng, chào mừng quý vị bạn quay trở lại kênh YouTube Zika của chúng nghe. Và trước mắt quý vị các bạn đó là hai mẫu trầm điện đến từ thương hiệu Bow. Và bên tay trái của em đây đó là chiếc Bow 1002 mà đã xuất hiện ở kênh YouTube Zika của chúng em từ đầu năm 2019. Và bên tay phải là mẫu Bow 1005 vừa mới ra mắt trên thị trường cũng như vừa mới có tại showroom của công ty chúng nghe. Đối với mẫu 1002 thì được sở hữu cho mình một bát 30. Bát 30 thì chúng ta sẽ đánh ở những cái phân khúc như là phòng khách gia đình nhỏ này, trong khoảng 30 vuông quay về. Nhưng đối với phiên bản nâng cấp về cái nội công hơn thì đó là chiếc Bow 1005 ở bát 40 sẽ phân khúc khoảng độ 40-50 hất ngược, có thể chơi đẹp. Và chúng ta cũng có thể đánh được ở phân khúc phòng 20 vuông, 30 vuông, chúng ta sẽ vặn nhỏ volume đi. Và đặc biệt con này có thể setup được ở những cái không gian rộng như là phòng trà, cà phê, ngoài vườn. Đó là phiên bản của chiếc Bow 1005 này vừa mới ra mắt cũng như vừa về tại showroom chúng em sẽ đến gần một chút. Cùng một form dáng nhé, cùng một form dáng chuẩn số đo kích thước của quốc tế và nước sơn đen sần nhỉ. Đối với em này thì được trang bị nội công khỏe hơn và em sẽ đến để tăng volume. Mà trước khi tăng volume, em xin nêu tên một vị khách hàng đầu tiên đã đặt đơn hàng này. Đó là anh Duy, anh số nhà 92 Nguyễn Văn Chuỗi, Duy Tiên, Hà Nam. Anh có đặt sản phẩm này bên chúng em với giá là 3.800.000 đồng. Anh đã chuyển cho em chúng em 100.000 tiền cặp thẻ Viettel và số tiền còn lại đó là 3.700.000 trên mã bill. Rồi anh nhận hàng thì sẽ thanh toán cho bên đơn vị vận chuyển cho em nhé. Bây giờ em sẽ tăng volume lên để chúng ta cùng nghe và thẩm âm cũng như là cảm nhận cái nội lực, cái uy lực của chiếc SUV 1005 này đến từ thương hiệu Bow, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Và hai sản phẩm này đều là nhập China về các bác nhé, được nhập trực tiếp từ nhà máy bên China sản xuất và nhập về bên showroom chúng em. Hiện tại giá bán lẻ ra thị trường bên Zika chúng em là 3.800.000 đồng cho phiên bản Bow 1005 bát 40 và 2.200.000 đồng cho phiên bản Bow 1002 bát 30. Các bác có thể liên hệ trực tiếp số hotline của công ty Zika chúng em để được tư vấn và đặt hàng hai sản phẩm này. Các bác có thể lựa chọn phân khúc bát 30 và phân khúc bát 40 mà trong anh chị miền Nam hay gọi là 3 tấc này, 4 tấc. Nhất là trong anh chị miền Nam rất là phù hợp, thích chơi những dòng SUV 4 tấc này. Thì hiện nay anh chị trong miền Nam có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp số hotline công ty Zika chúng em nhé. Sẽ về phối ghép rất là hợp với những cặp loa 4 tấc nhà các bác và ở trong miền Nam ạ. Một lần nữa em đang bị con súp này quánh làm nhịp tim nó loạn. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Duy, anh ở Hà Nam. Em sẽ dừng video đóng hàng cho anh nhé. Và sản phẩm này bên hiện tại đang có mặt tại showroom của Zika chúng em. Và các bác hãy đăng ký và ủng hộ kênh Zika chúng em nhé. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.